Thời điểm hiện tại đây thì Bitcoin đã tăng trưởng trở lại cái ngưỡng đó là 67.000 rồi. Bitcoin còn tiếp tục tăng trưởng hay không? Và những đồng coin nào thì có tiềm năng hồi phục mạnh? Anh em nhớ xem hết clip ngắn này nhé. Hello tất cả anh chị em, có con mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Tip Crypto và mình là Nhất Huy đây. Ngày hôm nay đây thì thị trường cũng đã quay trở lại cái ngưỡng cũng khá là xanh rồi và rất nhiều các cái đồng coin cũng đã tăng trưởng trở lại. Vậy thì anh em đang quan tâm đó là Bitcoin đang ở cái vùng 67.000 thì Bitcoin có thể là tiếp tục điều chỉnh hay là tăng trưởng tiếp theo đó. Trong clip ngắn này thì theo nguyện vọng của anh em, mình sẽ lên phân tích rất là nhanh cho mọi người về Bitcoin, về một số các cái đồng altcoin cho anh em tham khảo nhé. Mặc dù là trên kênh của mình ấy, thì đã có rất nhiều các clip update cho anh em về Bitcoin đây rồi, cách khoảng tầm 3 ngày mà thôi đó. Thực ra là mình vẫn chưa thay đổi plan á, nhưng mà mình sẽ bổ sung cho mọi người một số các cái đồng altcoin tiềm năng ở trong clip ngắn này. Và đây sẽ là cái sóng trading cho anh em tham khảo nha anh chị em, trong một khoảng thời gian ngắn đó. Và nếu mà anh em cảm thấy clip của mình hữu ích, hãy để lại cho mình một like, subscribe kênh YouTube và nhấn vào thông báo lên nhé, để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Và anh em muốn cập nhật nhanh nhất về những biến động của thị trường á, những dự án có tiềm năng airdrop retroactive thì mọi người sẽ join vào trong cộng đồng trên Telegram của mình á, mình có để dưới phần mô tả của video. Ở trên đây thì mọi người có thể là trao đổi trực tiếp cũng như là tham gia các cái dự án airdrop với cả cộng đồng nha anh chị em. Có group chat luôn đó. Kèm theo đó, nếu mà chúng ta thuần về trading thì hiện tại đang có một group trading nhá. Ở đây thì cũng hoàn toàn free mà thôi á. Trong này đây thì mọi người sẽ được cập nhật rất là nhanh về thị trường với những biến động và những đồng coin tiềm năng đầu tư cho chu kỳ uptrend, những trend coin có tiềm năng đổi vị thế của anh em đó. Ngoài ra, anh em nhớ tham gia thêm cái sự kiện trên nền tảng của sàn OKX nhé, với cái pool thưởng đó là 500.000 đô la đang diễn ra nha anh em. Cái sự kiện này thì mình có để cái đường link để tham gia vào đội ạ, để chúng ta sẽ có cơ hội nhận được cái pool thưởng xe ra cho mọi người nha anh em. Đây sẽ là chiến dịch mùa hè đồng hành cùng chúng ta trong clip ngày hôm nay có nền tảng của sàn Privity. Đây là một sàn rất là quen thuộc đối với tất cả anh chị em rồi, và hiện tại thì đang có một cái sự kiện độc quyền dành cho cộng đồng của mình sau khi Privity đã trở lại với giao diện rất là mới đó. Thì anh em chúng ta có thể là tải app trực tiếp trên điện thoại của iOS và Android luôn. Chúng ta sẽ đăng ký cái link đối tác nhé ở dưới phần mô tả của video, sau đó tham gia làm nhiệm vụ ở đây thì mọi người sẽ nhận được cái số tiền bonus lên đến là 7.000 đô la chiết khấu khi mà cái số tiền nạp của anh em đó. Sự kiện này sẽ end vào ngày 1 tháng 8. Ngày hôm nay đây là ngày 26 tháng 7, thì anh em sẽ còn một vài ngày nữa để tham gia nhé. Chi tiết sự kiện thì mình có để ở đây cho mọi người tham khảo luôn nhé. Về sàn Primity thì mọi người rất là quen thuộc rồi, về phí cũng như là về giao diện trading nhá. Mình cũng đã có clip hướng dẫn cho mọi người tham gia trên nền tảng của Primity. Mọi người sẽ xem lại clip cách khoảng tầm 9 ngày nhá. Hướng dẫn khá là chi tiết cho anh em luôn đó. Và trên nền tảng của Primity đang có một cái mục đó là contest nhá. Anh em sẽ để ý giúp mình cái mục này. Cái mục này đây thì mọi người không cần phải nạp tiền đó. Sàn sẽ có cái sự kiện trading hàng tuần, hàng tháng nha anh em. Và ở đây thì mọi người click vô vào cái mục join á, anh em sẽ được cấp một tài khoản demo với cái số tiền đó là 10.000 đô la. Anh em tham gia trading với cái tỷ lệ ROI lớn thì mọi người sẽ nhận được phần thưởng nha anh em. Coi như là chúng ta tham gia miễn phí nhưng mà nhận được thưởng là thật đó anh em. Cái số tiền đó thì anh em nhận được chúng ta có thể tham gia trading và lời có thể là rút được về nhé. Và nếu mà chúng ta không có thời gian nhiều lắm về trade thì các cái sàn kể cả Privity cũng đang có cái mục đó là copy trading ở đây. Anh em có thể là check về cái tỷ lệ, cái master hiện tại họ đang ở trên top đầu đó, với cái tỷ lệ lợi suất hàng ngày cũng như là hàng tháng và tổng hợp luôn nhé, cũng như là ngày active á, để chúng ta có thể lựa chọn các cái master như vậy tham gia copy trading. Bây giờ đây thì mình sẽ quay trở lại ngay đối với cả Bitcoin. Nếu mà chúng ta nhìn ở chiếc watch 4 á, thì cách đây khoảng tầm 24 đến 48 tiếng vừa qua mà thôi nha cha, chúng ta sẽ thấy cái sự sụt giảm của Bitcoin. Và không riêng gì Bitcoin đâu, trong đó có cả những thị trường tài chính lớn như là vàng và chứng khoán đều sụt giảm khá là mạnh luôn đó. Đó, và cái thông tin chủ yếu làm cho các cái thị trường tài chính nói chung và Bitcoin nói riêng giảm ấy, không phải đến từ on-chain mà sẽ gót trả tài sản lại cho nhà đầu tư đâu anh em. Bởi vì lát ở đây mình sẽ sâu cho mọi người xem về dữ liệu on-chain nhé. Còn cái thông tin mà ảnh hưởng đến giá thị trường tài chính nói chung đó là thông tin liên quan đến vĩ mô mà thôi đó, đã được mình cập nhật cho mọi người trên nền tảng của Twitter rồi nha anh em. Mọi người xem lại giúp mình đó. Và sau khi anh em sẽ thấy ở đây Bitcoin test lại khu vực khoảng tầm 63.000. Đây chính là cái khu vực mà nó tạo một cái đáy ngắn hạn vào khoảng thời gian 18-19 tháng 7 nha anh em. Thì đã có một cái lực hồi và mua rất là mạnh luôn á. Tức là đâu đó từ 63.400 đúng không? Và thời điểm hiện tại mình làm clip cho anh em ấy, đó là 67.200. Gọi cho là Bitcoin đã tăng trưởng đâu đó khoảng tầm 4.000 giá rồi đó. Cũng rất là mạnh mẽ luôn, kèm theo một số các cái đồng altcoin mà chúng ta mua tham gia thời gian vừa qua thì cũng đã hồi phục trở lại đúng không? Ok, và anh em đang quan tâm đó là Bitcoin thì liệu có thể tăng trưởng tiếp tục hay không á, mình sẽ update cho mọi người trong một cái sóng ngắn hạn trước nhé. Anh em đã thấy mình vẽ cho anh em một cái plan đây rồi đó.
thì mình vẫn đang giữ quan điểm plan đó. Đó là hiện tại thì Bitcoin hồi phục cũng khá là mạnh và các cái lực mua liên quan đến ví on chain á, mình cập nhật cho mọi người trên nền tảng Telegram đó thì cũng khá là tích cực luôn á. Kèm theo đó sắp tới đây sẽ có cái sự kiện liên quan đến hội nghị của Bitcoin rất là tích cực luôn trong tuần sắp tới đây anh chị em nhé. Và trong cái hội nghị đó thì có rất nhiều những người nổi tiếng có thể là phát biểu, trong đó có cả Tổng thống Donald Trump nữa, một trong số những người đang tranh cử tổng thống trong kỳ tới đúng không, và đang cực kỳ là ảnh hưởng đến thị trường đó. Ok, anh em có thể là theo dõi sự kiện đó nha anh chị em. Bởi vậy mình nghĩ rằng một phần tích cực là do thông tin bên ngoài, một phần tích cực đến từ on chain nữa nha. Các cái VCAMA cá voi họ gom thêm thì mới có cái lực tăng trở lại của Bitcoin trên thị trường spot á. Còn nếu mà chúng ta xem về các cái dữ liệu on chain thì sao, mình show rất là nhanh cho mọi người xem nhé. Thứ nhất đó là cái chỉ số liên quan đến Bitcoin Coin by Frame Index. Đây sẽ là một cái chỉ số cho thấy cái giá chênh lệch nha anh chị em của Bitcoin trên nền tảng của Coinbase so với cả các cái sàn top hiện tại như là Binance, Bitfinex hoặc là Kraken đó. Thì cái chỉ số này ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý và cũng như là sự mua bán của các cái nhà đầu tư. Anh em thấy rằng hiện tại đây mọi người hay nhắc đến phiên Âu, phiên Á đúng không? Thì thị trường bên châu Âu như là Mỹ á, họ giao dịch về các cái thị trường liên quan đến chứng khoán hoặc là Bitcoin cũng rất là mạnh mẽ luôn á. Và đối với cả nền tảng của Coinbase á, hiện tại cái chỉ số này đang có xu hướng giảm xuống, tức là các nhà đầu tư họ đang giảm về cái mức độ thu mua đối với cả Bitcoin trên nền tảng của Coinbase nha anh chị em. Đây sẽ là một cái dấu hiệu hơi mang thiên hướng tiêu cực một chút nhé, nhưng mà nó không nói lên được tất cả cái thông tin liên quan đến giá của Bitcoin đâu. Tiếp tục như vậy thì anh em sẽ xem về cái thông tin mà Bitcoin giảm nói anh chị em. Thì ở đây Kinyo Kun, CEO của CryptoQuant có đưa ra thông tin cho anh em, đó là cái khối lượng giao dịch của Bitcoin sau khi mà các cái nhà giao dịch họ nhận được tài sản đến từ mặt Tây trả lại đó thì có đép lên trên nền tảng Kraken khá là nhiều đúng không anh chị em. Nhưng mà cái khối lượng volume trên này giao dịch ấy, thì hầu như là không đổi, chứng tỏ rằng cái áp lực bán không đến từ các nhà đầu tư mặt Tây nha anh chị em. Cho nên trước đây mình có nói cho anh em đó là mặt Tây thì hay có các lệnh chuyển on trên thực ra là như rung cây dọa khỉ mà thôi đó, cho nên chúng ta sẽ không thấy giảm. Chỉ có giảm trước đây thì có chính phủ Đức cũng như một số thông tin khác liên quan đến Grayscale á, thì có giảm thực sự mà thôi nha anh chị em. Và mọi người cũng sẽ thấy rằng là dòng tiền liên quan đến ETH, ETH Spot anh chị em, trong khoảng thời gian 2 ngày vừa qua thì ở đây có một cái nhà phân tích liên quan đến CryptoQuant á, dòng tiền vào một số quỹ thì cũng khá là tích cực nhé. Tuy nhiên thì có Grayscale vẫn là một cái mối lo ngại đó anh chị em, bởi vì là trong khoảng thời gian 2 ngày đó họ đã bán dòng đâu đó là 811 triệu đô la đối với cả Ethereum nha anh chị em. Mọi người sẽ đọc lại thông tin đấy giúp mình. Và trước đây thì mọi người liên hệ đi cái khoảng thời gian mà phê duyệt của Bitcoin ETH Spot á, giao dịch ạ, thì Grayscale cũng đã gây áp lực bán lên thị trường và hiện tại đây thì Ethereum cũng tương tự như vậy nha anh chị em. Ok, còn chúng ta sẽ quay trở lại luôn đối với cả Bitcoin nha anh chị em. Bitcoin 67.200 thì mình đang kỳ vọng Bitcoin có thể lên quay trở lại cái ngưỡng từ 69 đến 72.000 nhá. Đây sẽ là cái ngưỡng mình đang kỳ vọng. Và nếu mà thực sự thị trường đang hưng phấn và có thể là FOMO được thì thậm chí chúng ta có thể break out được qua khu vực này. Tuy nhiên thì mình nói rồi, đây sẽ là một khu vực tồn tại liquid cũng rất là lớn luôn đó anh chị em. Và thị trường bởi vì là Bitcoin trên các cái sàn đó rồi kìa thì chưa lớn so với cả chu kỳ uptrend trước đây đâu. Cái số lượng đó anh chị em, cho nên là họ làm giá khá là dễ đó, cho nên chúng ta sẽ cần phải lưu ý giúp mình khi mà chúng ta tham gia các cái lệnh trading về future hoặc là margin nhé. Còn lại anh em nếu mà chúng ta mua spot thì mọi người an tâm đi, chúng ta sẽ nhìn zoom out ra. Mình đã nói cho anh em rồi, cái khoảng chu kỳ của năm 2024 đây á, thì có rất nhiều các sự kiện lớn và anh em cứ tin tưởng rằng là Bitcoin cũng như là thị trường sẽ có cái sự hồi phục rất là mạnh mẽ sau cái chu kỳ đâu đó từ 6 đến 12 tháng nha anh chị em. Nếu mà chúng ta xem lại tất cả những chu kỳ trước đây của halving Bitcoin cũng như những sự kiện liên quan đến đầu năm đó, đó là Bitcoin ETF Spot này cũng như là ETH, ETF Spot đã được thông qua rồi. Đây sẽ là những sự kiện rất là lớn và chính phủ Mỹ nữa, họ cũng đã thông qua cái luật hạ viện đúng không anh em? FIS 21, anh em xem lại thông tin đó giúp mình nhé. Cái luật liên quan crypto đó mà từ trước đến nay thì chưa có đâu nha. Đó chính là những cái rất là tích cực đến thị trường cryptocurrency hiện tại đây mà chúng ta trong một khoảng thời gian rất là dài chúng ta đã theo dõi rồi đó. Ok, đó là Bitcoin nha anh em, mình đã show cho mọi người xem rồi đó. Còn anh em có hỏi rằng là Bitcoin có thể là sập sâu hay không thì mọi người vẫn có thể là theo dõi cái plan ngắn hạn này của mình nha anh em. Sập sâu hay không thì mình vẫn lên cập nhật cho mọi người thường xuyên mà. Cái view của mình về sóng trung hạn thì mình đã nói cho anh em rồi. Cái khoảng thời gian quý 3 khả năng thị trường sẽ có cái sóng nó không được tốt lắm đâu. Hiện tại đây thì mình vẫn đang thiên hướng FOMO trong một cái sóng ngắn hạn đó. Thì anh em nếu mà chúng ta có lợi nhuận hoặc là chúng ta đã hòa vốn rồi mà chúng ta không có tiền ở bên ngoài nha cha. Có nghĩa là chúng ta không có tiền DCA bên ngoài gọi là vốn lưu động đó mà không dùng tới đó, thì chúng ta nên scat bớt một phần ra để đô dự phòng nhé. Kể cả thị trường có tăng tiếp tục chúng ta cũng đừng tiếc, bởi vì cái số tiền đó để dự phòng tránh trường hợp thị trường bị giảm xuống mà chúng ta không còn tiền DCA nữa, lúc đó thì anh em chỉ đợi coin về bờ mà thôi nha. Ok, bây giờ đây thì mình sẽ chuyển sang phần thứ hai để đề cập cho anh em một số các cái đồng altcoin. Ở đây thì mình có liệt kê ra rồi nhé. Thứ nhất đó là BB nha anh Trang, mọi người sẽ nhìn thấy đây BB hiện tại thì mình đang xem ở trên khung ngày nhé, đang có một khu vực support rất là tốt luôn quanh cái khu vực đó là 0.0001 đó, 1x đó.
Đây, anh em thấy đây. Mình nghĩ rằng nếu mà chu kỳ uptrend thì con này rất là ok cho mọi người luôn á. Nếu mà chúng ta chơi gọi là meme coin an toàn nhé. Bởi vì hiện tại đây thiên hướng của các cái quỹ đầu tư họ cũng đang chuyển sang meme coin khá là nhiều đó. Nói chung thì các cái đồng coin công nghệ thời gian vừa qua đã làm cho nhà đầu tư bị thất vọng rất là nhiều về cái lợi suất, về cái tỷ suất lợi nhuận đó anh em. Cho nên nhìn chung thì hiện tại đây meme coin vẫn đem lại cho họ rất nhiều các lợi nhuận đó. Cho nên chúng ta sẽ cần phải lưu ý giúp mình nhé. Trong portfolio của mọi người chúng ta nên có ít nhất một cái đồng meme coin. Nếu mà không phải là BB thì anh em có thể tham khảo Dogecoin nhé. Anh em yên tâm đi, với cái TP của mình, Dogecoin trong chu kỳ uptrend sắp tới đó là $1 đó. Giá hiện tại là 0,129 nha. Trước đây mình call cho anh em ở mã dưới này cơ. Đó, thì mọi người có thể lưu ý thêm meme coin nhá. Đó là một số các cái đồng coin có thể hồi phục mạnh trở lại đó. Sau đó sẽ là cái đồng OD. OD thì buổi sáng hôm nay mình mới call cho mọi người trên nền tảng của Trader thôi nha anh em. Đó, OD thời điểm hiện tại đây thì đang có giá đó là $38,2. Thời gian vừa qua thì cũng đã giảm đáng kể rồi, về tận $26. Và cái vùng này đây sẽ là một cái vùng support quanh khoảng từ $33 đến $35. Anh em có thể cân nhắc tham gia lệnh đối với cả cái đồng coin OD này. Và mọi người cũng đã thấy rằng là ngoài OD ra thì có cái đồng SAT thì đã tăng trưởng rất là mạnh rồi, từ vùng đáy đến X3 đúng không? Hiện tại đây thì mình đang kỳ vọng OD có thể trả sóng ok nhá. Quanh cái vùng khoảng tầm $30 thì có thể kỳ vọng lên khoảng tầm $60, đó là X2 hoặc là 50%, thì anh em cũng cân nhắc chốt lời dần đi nhá. Đồng coin tiếp theo đó là ETHW nha anh em. Đồng coin này thì đã được mình call cho mọi người rồi đó. Cái giá thời điểm hiện tại đây cập nhật cho mọi người đó thì còn thấp hơn một chút so với cả giá mình call trước đó, hình như là 2.6 2.7 à 2.68 nha anh em. Bây giờ là 2.50 2.54 đúng không anh em? Đó, mình có đề cập cho mọi người đó, ít nhất là trên 2.2 đó, thì nó đã giảm về khoảng tầm 2.38 rồi. Anh em có thể tham khảo spot đối với cả cái đồng coin đó là ETHW nha anh em. Mình nghĩ rằng cũng sẽ có một cái sóng trả cho cái đồng coin này ok mà thôi đó. Đồng coin này thì mình đã phân tích cho mọi người rất là nhiều rồi, cho nên hiện tại đang có một cái support ở đây quanh khu vực này nha anh em. Tầm trên 2.2 thì anh em có thể là tham khảo được nhé. Tiếp theo sẽ là cái đồng coin Bendle nha anh em. Đồng coin này thì tăng trưởng quá là mạnh rồi. Nếu mà chúng ta nhìn ở trên coin cái cáp ấy thì xem lại biểu đồ chart của con này, cái giá thời điểm hiện tại mình làm clip cho anh em đây thì vẫn đang x cả 100 lần đó. Anh em xem lại đi, từ năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại nha anh em. Tuy nhiên thời gian vừa qua thì dòng tiền hoạt động ở trên hệ sinh thái của Bendle cũng rất là mạnh luôn, hợp tác với nhiều đối tác lớn và các cái địa chỉ ví lớn đó, cá mập cá voi họ có gom thêm Bendle thời gian trước đây, cái khoảng thời gian gần đây nha anh em. Cho nên nếu mà cái thời điểm giá đó là $3.9, anh em có thể là cân nhắc vào lệnh dần cũng được nha anh em. Và chúng ta có thể là SL nhé. Đối với cả Bendle thì chúng ta có thể là SL khoảng tầm $3.2 gì đó nhé. Mình nghĩ rằng là không dính SL con này đâu, và khả năng chúng ta cũng sẽ ăn được một vài chục phần trăm đối với cả cái dự án Bendle này. Còn đi xa hay không thì khả năng mình sẽ lên clip riêng để update cho anh em về những cái đồng coin mà làm về cái mảng lõi DeFi tiềm năng nhé. Ok, tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ đến đối với cả trend AI. Anh em lưu ý này, những cái đồng coin mà có tiềm lực hồi phục mạnh, anh em sẽ nhìn lại tất cả những chu kỳ gần đây khi mà Bitcoin giảm xuống thị trường giảm đi. Đó là meme coin, thứ hai sẽ là các cái đồng coin thuộc trend AI nhé. Thì anh em có thể để ý giúp mình, AI thì hiện tại trên Binance chỉ còn mỗi Fast mà thôi đó. Ngoài ra thì sắp tới nó gộp lại ba cái đồng coin đúng không? Có cái đồng Azit gần đây có cái thông tin khá là tốt đó anh em. Ngoài ra thì sẽ có thêm hai cái đồng gọi là mảng AI mà cáp nhỏ nhá, có tiềm năng X tài khoản lớn hơn á, thì nếu mà chúng ta vote mình sẽ tổng hợp lại và mình sẽ lên clip cho anh em về hai cái dự án đó nhá. Ok, ở đây thì có cái đồng Fed á, anh em có thể cân nhắc. Và tiếp theo sẽ là cái đồng WLD, thời gian qua phớt quá là nhiều đó anh em. Mình đã lên clip phân tích cho anh em rồi đó. Và mình đang kỳ vọng rằng quanh cái vùng giá khoảng tầm 2.2 khoảng tầm $2 anh em, nó giảm về đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái lực hồi cũng khá là mạnh. Đó, và nếu mà thị trường ổn định thì khả năng cái đồng coin này sẽ trả sóng tốt nha anh em. Mặc dù có first liên quan đến token cũng như là FDP cao quá làm cho anh em lo sợ, nhưng mà chúng ta vẫn kỳ vọng đồng coin này sẽ có một cái sóng rất là ok cho mọi người luôn á. Chúng ta có thể tham gia trading đối với cả đồng coin này. Còn nếu mà chúng ta tham gia hold đầu tư thì anh em có thể theo dõi thêm ở trong khoảng thời gian của quý 3 nhé. Và còn một số các cái đồng coin khác thì mình sẽ đề cập tiếp tục cho mọi người trong cộng đồng Telegram và trong nhóm trading. Anh em có thể là join vào trong đó để lấy nhé. Ok, và như vậy thì qua clip ngắn này mình đã update xong cho mọi người về Bitcoin kèm theo một số các cái đồng altcoin. Nếu mà chúng ta cảm thấy hữu ích ấy, thì chúng ta hãy để lại cho mình một like, subscribe kênh YouTube và nhấn bật thông báo lên nhé, để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Anh em lưu ý nội dung ở trong clip phân tích dựa theo quan điểm cá nhân của mình sau khi show cho anh em một số thông tin đó, và chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi nhé, không phải lời khuyên đầu tư đâu. Trước khi xuống tiền anh em nhớ tìm hiểu thêm về dự án và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những khoản đầu tư của anh em nhé. Cuối cùng xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip sau.